Thưa quý vị, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, phấn đấu đến năm 2025, xử lý dứt điểm các điểm đen môi trường, không để phát sinh tái phát các điểm đen môi trường. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch số 1433 về việc thực hiện khâu đột phá giải quyết cơ bản các điểm đen ô nhiễm môi trường. Kế hoạch còn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Kế hoạch số 1433 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nêu rõ, các điểm đen môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cần tập trung giải quyết là khu vực cửa lấp và khu vực rạch bà. Theo đó, thành phố sẽ tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền đối với công tác giải quyết điểm đen, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, giữ gìn bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường mà không khắc phục xử lý các hộ gia đình cá nhân không chuyển giao rác thải, trà soát tu sửa các cống ngăn triều hư hỏng, đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải trong khu vực, cải tạo cảnh quan môi trường tại các khu vực điểm đen, ô nhiễm môi trường.